Hai rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm dài mình vắng mặt khá lâu đúng không các bạn? Nói thì hôm nay mình sẽ trở lại với một con quách là phải nói là độc nhất vô nhị ở Việt Nam hiện nay. Đó, trước mắt các bạn đây là con quách của mình, được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam luôn. Nó con quách rất là đặc biệt. Thì hôm nay mình sẽ bay thử và trải nghiệm xem nó kỳ lạ và đặc biệt đến thế nào các bạn. Đó, ok. Thì trước mắt các bạn đây chính là con quách mà mình thấy là một cái kiệt tác của mình, được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam hiện nay, với 4 motor khác nhau và 4 cánh khác nhau, để xem nó bay có ok không các bạn. Thì ở đây mình sử dụng một motor Wu 2206-2004KV, một motor Cobra 2205-2003KV, một motor Rit 2205-2003KV luôn, và một motor Sunny Kai 2205-2500KV. Tất cả đều lộn xộn các bạn. Cánh thì là cánh 3 lá, rồi cánh 2 lá, 4 lá, các kiểu luôn, khác nhau luôn. Mình đáng lý ra là mình sẽ chơi chọi hơn cái nữa là sử dụng 4 con SC khác nhau luôn. Nhưng mà do mình không đủ SC cho nên là mình chỉ gáp đại khái là 4 con motor khác nhau, 4 cánh khác nhau thôi. Đó, ở đây thì mình sử dụng cái cấu hình khá là cùi nha các bạn. Mạch F3 Racing, đó, cam FPV HF17 và Vertis 5828 và RS 701 và đây 7. Bên thì 4S15504 45C. Đó thì mình chơi cấu hình khá cùi, nhưng mà đặc biệt là cái con này rất là bá đạo nha các bạn. Đó, các bạn thấy rất là lạ không? 4 motor khác nhau, của 4 hãng khác nhau và 4 cánh khác nhau luôn. Rất là tuyệt vời. Đó thì bây giờ trước tiên bay thử thì mình sẽ thường thường á như thế này. Thì thường thường cũng có rất là nhiều anh em khi mà mua chiếc quách này giải quạng bay bị rớt hư một motor. Đó, nhưng mà cái motor đó mua trên thị trường không có thì phải làm sao đây? Không lẽ bỏ ba cái motor sao? Thì thường thường cũng có nhiều anh em khác khuyên là lấy một cái motor cùng size và cùng số vòng quay, cũng như là motor này 2205-23KV đi. Mình có thể lấy một con motor 2205-23KV của hãng motor khác gắn vô bay được không? Thì hôm nay mình sẽ làm thử cho bạn xem luôn. Thì trước tiên trước khi bay cái con độc này thì bây giờ mình sẽ sử dụng 4 motor khác nhau này và bay cùng một cánh. Nó thì cũng như là cho các bạn biết được là nó có bay ổn định hay không. Nó thì bây giờ mình sẽ tháo ra và gắn cùng một cánh thử, rồi sau đó mình mới bay cái con độc quyền này. Ok. Đó thì bây giờ mình sẽ gắn cánh vô giống nhau luôn nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bay thử với 4 loại motor khác nhau nhưng mà cánh giống nhau, xem nó bay ok các bạn, để cho các bạn tự tin hơn. Đó thì bây giờ mình sẽ cho khởi động và bay lên thử. 4 motor khác nhau nhưng mà cánh thì giống nhau nha các bạn. Đó thì bay thử nha. Đó, riêng theo mình thấy cảm nhận thì nó rất là đầm nha các bạn. Tuy là 4 motor khác nhau, size cũng khác nhau luôn, số vòng quay cũng khác nhau luôn, nhưng mà bay cũng rất là đầm. Đó, giờ mình thử lộn vòng coi. Đó, cũng khá là ok nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho nó xuống và kiểm tra xem motor nó có nóng không nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ kiểm tra thử. Thì theo như mình kiểm tra thử thì mình thấy thì 4 motor dẫn ấm, không có nóng ảnh hưởng gì cho các bạn, bay cũng rất là ok. Đó thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thay 4 cánh khác nhau để xem nó bay có được không nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ rút pin ra đây. Đó thì sẵn đây mình nói cho các bạn luôn, đó chính là nếu
các bạn hư một motor có thể thay một motor cùng size, cùng cao bê là bay ok, hoặc là khác cao bê bay cũng ok luôn. Đó, mình thấy bay rất là đầm, rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ gắn cánh và bay thử ở bốn cánh khác nhau xem nó như thế nào nha các bạn. Nó có rất là nguy hiểm nè, mình khuyên các bạn là không nên làm giống mình, nó cũng khá là nguy hiểm. Khi mình thử bay thì mình sẽ đứng rất là xa, ok. Đó thì mình vừa gắn cánh xong đó các bạn, thấy không, bốn motor đều khác nhau, có thể là khác cao bê và khác size luôn, bốn cánh khác nhau luôn. Thì bây giờ mình sẽ bay thử. Thì như mình đã nói nãy thì việc này rất là nguy hiểm nên các bạn không nên làm theo nha. Có bay thì cũng nên đứng xa xa ra. Đó thì bây giờ mình sẽ gắn pin và đi thật xa bay. Nói chung là không biết thế nào luôn các bạn, rất là hồi hộp. Giờ mình sẽ gắn pin vô. Đó thì bây giờ sẽ đi thật xa. Đi vô túc này nè. Xa xa ra nữa. Lùi đây. Rồi ok, mình đang đứng rất là xa nha các bạn, tầm 7 mét gì đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho nó khởi động và bay lên thử xem nó có giật lắc hay là thế nào các bạn. Rất là cũng đầm luôn các bạn ơi, cực kỳ ngạc nhiên luôn. Bốn motor khác nhau, bốn cánh khác nhau, bay rất là đầm luôn. Bây giờ thử nhào lộn cái coi nó có ảnh hưởng như không các bạn. Wow, cũng rồi khá là bất ngờ nha các bạn. Bay rất là đầm, cũng rất là ok luôn. Thì ban đầu mình tưởng là bay rất là nguy hiểm, nhưng mà khi mình gắn bốn cánh khác nhau, bốn motor khác nhau, mình thấy nó bay cũng rất là đầm nha các bạn. À, các bạn thấy không, bay rất là đầm luôn. Cũng ít lạc trôi nữa. Đó, các bạn thấy không? Tắt. Đó, bốn cánh khác nhau, bốn motor khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ gờ thử xem nó có nóng con nào không nha. Thì bốn con đều rất là nguội luôn các bạn, không nóng luôn. SC cũng rất là nguội luôn, lạnh tanh luôn. Đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Một con quách phải nói nghe độc nhất vô nhị ở Việt Nam hiện nay. Bốn motor khác nhau, bốn cánh khác nhau, bay cũng rất là đầm luôn. Đó, cũng không ảnh hưởng gì cả. Đó thì đáng lý ra mình sẽ chơi bốn SC khác nhau như nãy mình nói luôn, nhưng mà do mình không có đủ SC cho nên là mình chơi bốn SC giống nhau. Thì bây giờ mình sẽ tháo pin ra đi. Đó thì các bạn vừa xem cái video mà mình bay con khách mới nói ra độc nhất vô nhị Việt Nam, nó rất là độc lạ luôn. Đó thì mình sẽ tạm ngừng video ở đây. Thì nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha các bạn. Đó thì mình sẽ cố gắng nghĩ ra những cái ý tưởng mới về con khách hơn. Để mà quay những cái gì đó bá đạo cho các bạn xem chơi. Đó thì rất cảm ơn các bạn đã xem video. Thì bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thì nhớ like đăng ký kênh của mình nha các bạn. Đó.